thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Cam Ranh được xem là điểm nổi bật trong bản đồ bất động sản Việt Nam hiện tại khi liên tục thu hút khách du lịch trong nước và thế giới. Nhiều chuyên gia nhận định, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019 sẽ là thời điểm phát triển đầy sôi động của thị trường nhờ hàng loạt yếu tố xúc tiến tăng trưởng du lịch. Cùng với sự phát triển của thị trường bất động sản Nha Trang, Cam Ranh đang là cái tên được nhiều doanh nghiệp bất động sản chú ý. Năm 2003 được xem là cột mốc lớn đối với thị trường bất động sản Cam Ranh khi chính phủ đồng ý phê duyệt nơi đây trở thành du lịch chất lượng cao. Đặc biệt tháng 6 vừa qua, nhà ga quốc tế Cam Ranh đi vào hoạt động đã góp phần giải quyết tình trạng quá tải, đồng thời mở ra cơ hội cho ngành du lịch của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tính tới hiện tại, có khoảng 16 hãng hàng không đang khai thác các đường bay trong nước và quốc tế đi đến đây. Dự kiến cuối năm 2018, cảng hàng không quốc tế Cam Ranh sẽ phục vụ ít nhất 4,8 triệu hành khách quốc tế, trong đó 3,6 triệu người sẽ sử dụng nhà ga này. Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu sẽ đón hơn 8 triệu lượt khách một năm vào năm 2030. Theo ghi nhận của chúng tôi, tuyến đường Nguyễn Tất Thành đang quy tụ hầu hết các dự án bất động sản, trong đó những dự án phải kể đến như The Arena, Movenpick Cam Ranh Resort, The An Nam, Euro Window, Vinpearl Bãi Dài, Golden Bay, Cam Ranh Mystery Villa, Duyên Hà. Theo khảo sát của chúng tôi, hiện một số dự án đã đi vào hoạt động có công suất cao, thậm chí giá phòng cho thuê còn cao vượt trội so với thành phố Nha Trang. Điểm chung của các dự án bất động sản tại đây đều tập trung vào loại hình condotel và phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng. Hiện Cam Ranh đang dành hơn 1.680 hectare đất cho bất động sản với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 28.000 tỷ đồng. Giới chuyên gia nhận định, tính thanh khoản cao cộng hưởng với sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông và các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai sẽ giúp bất động sản Cam Ranh tiếp tục thu hút giới đầu tư. Trước tiên chúng ta phải nhìn vào cái khu vực đó, xem là nó có đủ tiềm năng trong một cái tương lai ngắn hạn và trung hạn cho cái sản phẩm để thu hút cái khách du lịch hay không. Có những cái vấn đề liên quan đến cái việc là chủ quan mà người mua họ phải rất là cẩn thận và tinh tế khi họ xem xét. Đó là cái yếu tố liên quan đến chất lượng sản phẩm, liên quan đến chất lượng của chủ đầu tư và liên quan đến dòng tiền mà họ phải bỏ ra để họ đầu tư. Cái dòng tiền ở đây thứ nhất là cái giá bán nó có cao quá hay không, nó có đủ để các anh chị bù lại vốn sau một khoảng thời gian hay không, và cái lợi nhuận mà các anh chị có thể đạt được trong một khoảng thời gian ví dụ như 1 năm, 2 năm, 3 năm là bao nhiêu. Thưa quý vị, tại Cam Ranh hiện nay đang có khoảng 40 dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Theo khảo sát của chúng tôi thì hầu hết các dự án này đều có quy mô xây dựng rất lớn. Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Cam Ranh gần như là một cuộc đua của các doanh nghiệp bất động sản. Thế nhưng đến thời điểm hiện nay chỉ mới có một số dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Không thể phủ nhận những lợi thế mà Cam Ranh đang có. Nhưng theo các chuyên gia, các dự án nghỉ dưỡng tại Cam Ranh đều một màu và thiếu địa điểm vui chơi giải trí để thu hút du khách trở lại cũng như kéo dài thời gian lưu trú. Đồng thời tại đây còn nhiều dự án vẫn xây dựng cầm chừng, khiến cảnh quan chung vẫn chưa ấn tượng. Tuy nhiên, nếu không nhìn xa trông rộng, các chủ đầu tư sẽ gặp khó khi đầu tư ở thời điểm hiện tại. Đa phần chủ đầu tư ở Cam Ranh thì họ vẫn đang cố gắng xây dựng cầm chừng vì nhiều yếu tố khách quan, có lẽ là pháp lý, tài chính hay là hiệu quả kinh doanh của họ. Các dòng bất động sản ở Cam Ranh thì đa phần là căn hộ nghỉ dưỡng condotel. Vì vậy, chủ đầu tư và nhà đầu tư cần quan tâm đến 3 vấn đề chính. Thứ nhất, định hướng quy hoạch của tỉnh. Thứ hai là số liệu cung cầu. Thứ ba là hành lang pháp lý. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra các phương án nhằm xử lý các dự án tại Cam Ranh đang chây ì, chậm tiến độ, thậm chí sẽ thu hồi nếu dự án vi phạm. Đây được xem là động thái quyết liệt của tỉnh nhằm vực dậy các dự án và làm đồng bộ bộ mặt thị trường bất động sản Cam Ranh hiện nay.